Xin chào các quý vị khán giả đã đến với chương trình Hacom Best Award. Hôm nay chúng ta sẽ bình chọn ra những sản phẩm được yêu thích nhất tại Hacom trong năm 2023. Xin chào các bạn có 20 phút để bình chọn ra 3 sản phẩm các bạn yêu thích nhất tại Hacom. Xin mời. Và đây chính là giây phút chúng tôi sẽ công bố kết quả. Sản phẩm đầu tiên đó chính là chiếc laptop Acer Gaming Tab F15 2023. Vâng, tại sao bạn lại chọn sản phẩm này ạ? Bởi vì so với những chiếc laptop tôi đã sử dụng thì em laptop này có hiệu năng mạnh nhất, mà đặc biệt còn được nghe nói là hiệu năng RTX 40 series mạnh nhất so với các đối thủ còn lại. Mà còn được trang bị chip Intel Core i9 13900H, RTX 4060 cơ mà. Nên là chơi game siêu mê siêu thích mọi người ạ. Mà ngoài ra với những thông số như thế này thì làm đồ họa cũng rất tốt nha quý vị. Về phía tôi thì cũng rất thích thiết kế của em này, rất cá tính, rất gaming. Không những vậy, độ bền lại đạt chuẩn quân đội Mỹ. Tôi có lỡ lần rơi xuống đất mấy lần mà cũng không vấn đề gì. Ngoài ra tản nhiệt cũng rất hiệu quả mà cũng không gây tiếng ồn khi sử dụng. Nói chung là tôi thấy em laptop này xứng đáng nằm trong top để cho các anh em game thủ lựa chọn. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của bạn. Vậy còn sản phẩm tiếp theo, quý vị đoán là sản phẩm nào ạ? Vâng, chúng tôi xin được công bố. Sản phẩm thứ hai đó chính là chiếc tai nghe Bluetooth Edifier W820NB Plus. Còn bạn nghĩ sao về sản phẩm này ạ? Ui, cái tai nghe này dùng thích lắm chị ạ. Em bình chọn sản phẩm này bởi vì khả năng chống ồn của nó rất tốt. Em mang theo lên bus, sân bay hay những nơi ồn ào hơn mà vẫn không bị ảnh hưởng. Mà khi học tập thì cũng đảm bảo được sự tập trung yên tĩnh. Đeo lên tai cực kỳ thoải mái, ôm sát vào tai một thời gian dài mà vẫn không bị đau tai. Chơi game hay nghe nhạc EDM cũng rất tuyệt. Hơn nữa, chiếc tai nghe này còn có app kết nối để điều chỉnh nhá. Em sạc nhanh trong 10 phút là đã có thể dùng được đến 7 giờ rồi. Nên em nghĩ chiếc tai nghe này thực sự là một sự lựa chọn hoàn hảo để dành cho các bạn để học tập, làm việc và chơi game. Vâng, tiếp theo chúng tôi xin được công bố sản phẩm cuối cùng. Đó chính là chiếc chuột gaming không dây Rappu VT960S Wireless. Và tại sao bạn lại chọn sản phẩm này nhỉ? Đó, chị biết tại sao em chọn em chuột này rồi đúng không? Ngoại hình bên ngoài của chiếc em chuột này như một chiếc siêu xe mini. Vỏ bên ngoài thì cũng là bằng kim loại, sờ vào cũng rất mát tay. Các nút chuột ấn cũng rất tốt và nhạy nữa. Dây bọc dù bằng vải khá mềm với một đầu A và một đầu C. Có một phút chuyển đổi để nối giữa dây cáp cũng như receiver. Trang bị pin 800mAh nhưng em chuột này rất là nhẹ. Em sử dụng gần một tuần mà vẫn chưa hết pin. Em nghĩ những anh em gamer hoặc là thiết kế sẽ cực kỳ thích em chuột này. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Và đây chính thức là 3 sản phẩm được yêu thích nhất trong năm 2023 của Hacom. Xin chúc mừng. Ngoài ra các bạn có bình chọn thêm về sản phẩm nào của Hacom, hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.